Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Còn đây là ông Tú yêu con ảo ấy, đích phải mình. Đấy, còn mình thì là một thằng cá cùi bắp đang đứng ở dưới gốc cây kìa. Đây này, ngủ rồi. Ôi rồi dậy đi mày ơi. Chặt cây đi lười thế. Ý giời, ngủ xẻo nhãi ra trông có đẹp chưa? Đẹp cái mặt chưa? Rồi, tiếp tục là cái gói hỗ trợ thôi. Hôm nay như là ngày cuối cùng của sự kiện đấy sao ấy. Phải bú đốt được chừng nào hay chừng đấy. Mặc dù không thể kiếm được, đó chính là em tinh quái. Tuy nhiên, mình không để ý nha. 24 lần là chúng ta đã được 30 mảnh tinh quái này rồi. Cứ tưởng là 65 lần thì được, nhưng mà chỉ cần 24 lần thôi. Nhưng 24 lần thì cũng không được đâu anh em ạ. Nó là như vậy anh em nha. Cày chay không nạp thì sẽ không có được đâu. Anh em bắt buộc là phải nạp vào chút ít. Thì lúc đấy chúng ta mới có thể là bú được thêm một em tinh quái ở trong cái phần huấn luyện pháp bảo này anh em nhá, luyện hóa pháp bảo. Ok, còn đập đầu không có gì, có siêu hời sao nào? Tự chọn thì vẫn cứ phải là nhặt thôi. Chính ra đến thời điểm hiện tại ở trong cái phần gói siêu hời này thì mình vẫn đánh giá cao nhất là cái gói có mấy con chuột nhá, 4 con chuột là nó hợp lý liền anh em ạ. Mỗi một lần auto là mình thấy khỏe re luôn. Đỡ hơn rất là nhiều anh em nhé. Tiên hữu 16 lần rồi phải du ngoạn luôn đi. Tránh đầy. Ok luôn. Bú luôn một tí nào nữa. Ủa, liên kích à? Ở đây thì trong cái phần phúc địa ngoài căng dậy sao? Xem con chuột nào mười mấy tiếng đồng hồ. 17 phút đây, con này 1 tiếng đồng hồ. Ôi ôi, 113 tiếng này anh em này. Vãi thật chứ. Hết chưa? Hết. Con này 1 tiếng 4 phút thì đúng. Bởi vì bình nó là bình 4 mà. Ok, thế kệ nó thôi. Tí nó tự reset tự động tiếp anh em nhé. Mình vẫn auto từ 11 giờ ngày hôm qua. 11 giờ đêm ấy. Rồi. Để xem ra là có triệu hồi đêm tinh quái nào xịn sò con bò hay không nha. 1, 2. Hôm nay trong phần vận may thì hình như vẫn là liên quan đến tinh quái. Đúng rồi. Chia sẻ một lượt này. Vận may đây. Vẫn là tinh quái anh em nhé. Nhiệm vụ thì vẫn là tăng cấp cũng như là ô in được tinh quái thôi. Triệu hồi một phát. Ôi da, có em mà hà bá cũng ổn đấy chứ nhỉ. Nâng cấp thử xem nào. Đây rồi, có ba em để nâng cấp luôn. 1 và 2. Ok, chưa xong. Và em này là em thứ 3 được nâng cấp lên. Thế là cái nhiệm vụ vận may của mình đã hoàn thành được. Hi hi. Ô la la, 9 thôi á. Ủa, tưởng 10 chứ nhỉ. Wow. Thế là phải chặt cây 500 lần à? À không, ở trong này có thêm một cái nữa. Đó, quên mất. Nào, x10 xem được cái gì nha. Tinh quái các kiểu quá là đều đi. Chiu. Ôi, có mỗi 100 đào thôi anh em ạ. Còn lại thì không được cái quần què gì ngon lành cái nào cả anh em ơi. Nhận thêm 100 đào nữa, 200 đào thôi cũng tạm được. An ủi phần nào anh em nhá. Ngày hôm nay thì cũng chưa nhận được cái dẫn đồng chú. Ôi dồi ôi, à đấy, anh em chưa ấn like video thì nhớ ấn like video để ủng hộ mình nha. Và nếu như anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình luôn nha. Hành trình 50k sắp chúng ta đồng hành với nhau cũng một khoảng thời gian kha khá rồi. Hơn 2 năm rồi, 3 năm rồi. Thì nếu như anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hành trình 50k sắp sau đó là 100k sắp. Chắc chắn là 50k sắp thì mình sẽ có một cái event nhỏ nhỏ để dành tặng tới anh em vì đã đồng hành cùng với mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Let's go. Phước lành điểm danh thôi. Mấy cái gói này thì không có cái gì. Bạo kích 63k điểm lực chiến à. Bú luôn 20 đảo. Tạ. Ok. Có chừng nào hay chừng ấy thôi. Luyện hóa này để mình xem mốc bao nhiêu rồi. À, 80 cái linh thạch này cũng được này. Để xem là giảm thời gian cái đã. Ấy, hôm nay lại chỉ còn lại có 6 ngày thôi. Mỗi hôm giảm được khá thời gian đấy anh em nhỉ. Tích cực lấy tự bình thủy đâm ra nó lại ngon anh em ạ. Triệu hồi linh thú xem nào. Ôi ôi chú tước này. Thế thì lại không được reset nữa rồi. Lại tích lũy lại đủ 1.000 người linh thạch để có thể lấy chú tước thôi anh em ơi. Ngon lành cành đào quá nhỉ. Với pha reset đấy thì không biết là nên vui hay nên buồn. Bởi vì là đang có cái sự kiện luân hồi điện, cần phải xả ngựa linh thạch. Trong khi đó thì lại chưa đủ ngựa linh thạch để xả. Ấy, mà lại ra chú tước. Cái mẹ ảo ma Canada. Thôi anh tích lũy lại thôi chứ biết làm sao bây giờ. Úp dự kiến bật lên xem nào. Chọn nhanh một cái. Khiêu chiến yêu vương đúng không? Một phát này. Hai phát này. Ui,
Nhanh nhở? Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vừa ngày nào 40k tin ngọc, bây giờ lại chỉ còn có 30k, sắp hết đến nơi rồi anh em ạ. Úi dồi ôi, mỗi ngày mua 8 cái lần khiêu chiến yêu vương thôi mà nó cũng kinh khủng đấy anh em ơi. Sợ thực sự. Ố, mảnh tinh quái này. Ê. Ê, cứ sơn giã tinh và vã thôi anh em. Rồi, 38 mảnh. Ngon luôn. À đúng rồi, để xem còn em linh thú nào mà mình còn thiếu thì mình sẽ lấy để kích duyên anh em nha. 5 cái giường này á, tùy chọn được ấn ký luôn hả? Ok, thì để mình xem đã. Xem một chút nha. Linh thú này, ràng buộc này, tinh tinh có rồi này. Ồ, ôi thiếu nhiều lắm anh em ơi. U là trời, ngoài con tinh tinh ra, thiên mã anh chiêu ra, thì ở đây thiếu em lộc thục à. Lấy em lộc thục đi. Mặc dù nó cũng chưa đủ để kích duyên đâu, nhưng mà thực sự lấy đã. À mà thôi, thế thôi anh em ạ. Biết đâu, à không, vẫn phải lấy thôi. Vẫn phải lấy, quên mất. À mà nó là ngẫu nhiên mà, ui giời ạ. Con này như mình cũng chưa có này. Tiếp theo là đến tinh quái nào. À chứ nhầm, thần thông. Thần thông, nhận thần thông này. Một. Ui giời. Ui giời, tá lực thuật là cũng ngon đấy. Thuật đá rơi á, ô, cái này lạ nhỉ, mình chưa nghe đến cái đấy bao giờ luôn ạ. Chắc là chưa bao giờ để ý đến cái đấy luôn. Rồi, bây giờ để xem có ấn ký nào có thể ghép được hay không anh em nhá. Ở đây là có một. À, ghép được cái này này anh em này. Giảm sát thương cuối anh em nhá. Lấy thêm một cái giảm sát thương cuối đi. À, thôi. À ừ, lấy đi chứ. Giảm sát thương cuối kháng à. Cái này thì cũng chưa đủ. Nên thôi cứ lấy vào giảm sát thương cuối anh em nhé. 185k điểm yêu lực này. Giảm sát thương cuối. Đây rồi. Giảm sát thương cuối đâu. Đây. All in 5 cái luôn. Sợ deck gì. Thần thông này. Ghép nhanh. Ôi, mới có 2 viên ạ. Chưa ăn thua. Nói chung là vẫn chưa giòn anh em nhá. Cú thế nhỉ. Nhìn chung là kiếm được mấy cái ấn ký đấy, đối với những anh em nông dân cánh chay ít nào các kiểu ấy, thì nó sẽ hơi bị khó khăn đấy. 1, 2, 3, 4 và 5. Ê, 40 tên bình thủy nữa này. Ôi, ngon quá nhỉ. Hợp lý anh em ơi. Giả nó 3 tiếng 20 phút nữa. Ôi, ngon thế nhỉ. Tiếp tục là xả cái linh thảo thôi anh em ơi. Khoan nha. Hiện tại ở đây mình đang thấy chủ yếu là về cái phẩm chất tiên thiên này. Có một cái hoàn hảo. Để mình xem nào. Tiên thiên hoàn hảo rồi. Thế chọn từ tiên thiên trở lên đi. Ép cho nó phải ra được đồ xịn hơn anh em nhé. Bao giờ mà lên được tiên thiên hết đây thì mình sẽ là ép lên cái đồ này luôn. Cứ ép đi. Khiêu chiến đấu pháp một lần đúng không? Làm cái luôn. Khiêu chiến luôn. Bạn này thì sao? Ui ôi, hôm nay ngày 19 rồi, hóng quá anh em ơi. Ngày mai là 20 là mở ra tính năng đồng hành pet ấy. Tuyệt cả là vời anh em nhá. Ơ kìa, né ghê vậy. Kinh phết nhờ. Thốn ái. Ây à. Em ứng long của bạn ấy xịn nha, không đùa được. Ê, thua rồi. Né đỉnh cao như thế chắc chắn là thua rồi. Nếu như anh em nào mà thấy mình đánh gần thắng rồi thì nhớ nút like để cổ vũ mình nhá. Để đánh thắng mấy cái thằng kia. Ok, cố lên nào. Liên bạo cố lên. Liên bạo cố lên. Liên bạo cố lên. Đúng rồi. Hay quá. Cố được anh em ơi. Đối với một số bạn thì cố được, nhưng một số bạn thì thôi. Cố quá là thành quá cố đấy. Tốt nhất là tìm đối tượng khác mà oánh cho nó lành. Ví dụ như bạn này. Không có né đúng không? Không có né thì may ra còn thịt được. Ấy à, thịt được. Ấy à, cũng đau nha. Cũng đau nha. Liên kích này. Ủ, thực ra mình không muốn thay cho bạo kích lắm đâu. Nhưng thôi, yêu lực tăng thì cứ chọn đi. Lão Tôn à. Ây à. Lão Tôn chơi phản công luôn rồi. Ghê vậy. Đam khá là to nha. Ây à. Thốn này. Ứng Long là đánh được cùng tắm nhãn chân quân của đấy rồi đấy. Cũng ghê ra gì về này nọ anh em ạ. Được. Bạn ấy build là cũng đúng hướng rồi đấy. Ok. Khiêu chiến đấu pháp một lần này. Hôm nay là level 261.
và mình chặt thêm đây sẽ được tầm khoảng 3 level nữa, lên được 264 thì đâu đó là ngày thứ 20, ngày mai ngày kia, à ngày mai thì mình sẽ lên được 268 anh em nhé. Thế vẫn phải sang ngày kia thì mình mới có thể lên được level 269, và lúc đấy thì mình có thể là đột phá được lên hợp thể trung kỳ anh em ạ. Khiêu chiến đấu pháp thêm một lần nữa à. Nói đến đấu pháp mình nhớ đang xem dở trận Pháp với cả Ba Lan đây anh em. Đó, nhưng mà đang nghỉ giữa hiệp, thế là tranh thủ vào quay video cho anh em tí. Bước sang ngày mới thì cũng vào quay video cho anh em luôn. Sau đó quay xong video thì lại tiếp tục vào hành trình Euro mệt nghỉ luôn. Hai mắt dạo này nhìn này nhìn chán luôn anh em ạ, thâm thì sợ thực sự. Úi dồi, úi dồi ôi. Không sao, vẫn cứ là ok anh em ơi. Khiêu chiến đấu pháp một lần đúng không? Huyết mạch. Ây à, câu trần thì bỏ luôn. Nhìn cái phẩm chất thì ngon rồi đấy, nhưng mà đọc tên cái huyết mạch cái thì chán luôn anh em ạ. Tranh thủ đi đánh dị thú xâm lược tí anh em ơi. Level 5. Đây, mình sẽ đổi đội hình tí nha. Tiếp tục là bộ này đi. Đâu đó là được hơn 2 ức rồi. Dị thú xâm lược mặc dù top PK của mình chỉ tầm 40-35 gì đấy thôi, nhưng mà dị thú xâm lược của mình thì vẫn nằm được trong top 20 anh em ạ. Ok, 2.28 á. Ô, 2.34 á. Ôi dồi, 1.99 á. Con này có vẻ là trâu bò hơn con ngày hôm qua. Con ngày hôm qua thì mình vẫn bộ thần thông đấy, mình có thể đánh được lên đến 2.88 ức. Xem là bảng xếp hạng dị thú xâm lược xem nào. Đây là mấy bố kia chưa đánh thôi. Còn nếu như mà hạng thật của mình chắc đâu đó thì tầm hạng 20. Ok, đổi ngay bộ tinh quái về bộ PK, không thì là bị mấy bố kia vả cho sấp mặt luôn. Tiếp tục là đi mạo hiểm để xem là hôm qua thì đang gặp cái con này thì bị mắc kẹt này. Hy vọng là hôm nay có thể vượt qua được thì kiếm thêm một chút cái tiện đình thủy nữa. Ủa, con này có cái kháng bạo sao ta. Ây à, mày này, mày này, nằm ngay. Ngự linh thạch. À nhầm, tiên ngọc. Sau tiên ngọc thì hình như là sẽ đến con mà có nhiều tịnh bình thủy thì phải. Nhưng mà con này thì hơi trâu rồi, khả năng cao là chưa đánh qua được. Chắc là phải lên hợp thể trung kỳ mới đánh được nó quá à. Cố lên, có hồi sinh, các kiểu, liệu răng. Ui, nó né kìa. Bạo kích, ô, oh, ngon này, có bạo kích. Và bây giờ thì mình sẽ đeo cái kháng né vào nữa. Dùng luôn. Liệu răng nó phát này có ăn được không anh em ơi? Ai à? Mày, có bạo kích nhiều hơn rồi anh em nhá. Đấy, mình biết ngay mà, lấy thêm một món bạo kích nó khác bọt luôn anh em ạ. Anh em thấy mình là đúng không? Nếu như mà thấy mình là đúng thì nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là cho mình xin nút like để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Anh em thấy nào? Easy. Thấy chưa? Mình biết ngay mà, con này thì như là chỉ số liên kích của nó lại cao này. À nó né à? Né cao. Và nó kháng cái gì? Kháng hút máu. Ồ. Chơi thử anh em ơi. Mày né này. Ui dồi, nó né cao quá. Trâu nữa. Khó rồi. Khó của Nam Cường. Ồ, có bạo kích. Biết đâu đấy. Ui, tiếc quá, bạo thêm một phát nữa thì. Ui. Ui. Gần được rồi anh em ạ. Ồ, có bạo kích này. Đánh lại nha anh em ơi. Con cóc nhận luôn. Giảm luôn. Đánh luôn con này nha, đánh lại. Tích cực spam là có thể qua được đấy. Ui, đúng pha bạo kích thì nó né kìa. Ui, cú thế nhở. Rồi, ok. Ok, phát này nó lại không bạo. Rồi. Rồi luôn. Hình như phát này vẫn chưa qua được. Nếu như qua được thì cái dương này nó hiện lên cái chấm đỏ ngay anh em ạ. Ui dồi ôi. Mình có bạo kích liên tiếp 2-3 phát ấy. Tuy nhiên là đúng cái lúc bạo kích thì nó lại né được vài phát. Đấy, phát ulti đấy lại không bạo kích nữa thì hơi khó cho mình nha. Chưa qua được anh em ạ. Vẫn thiếu một chút gì đó là chỉ số tấn công đến từ nhân vật chính của mình. Nếu như mà cái chỉ số tấn công của mình nó ngon lên cái đá hơn một chút thì có thể qua được. Cố lên. Ôi, có triển vọng này. Đấy, có triển vọng này.
có triển vọng này. Úi giời ơi, ngon nha. Hóa ra là cái chiêu này là mình chưa nhận được quà. 7.30 thì mình có 200 nữa linh thạch. Bảo sao nó không hiện cái chấm đỏ phía đây, bởi vì bình thường nếu như anh em vượt qua được đúng cái ảng mà nó yêu cầu đây này thì anh em chỉ cần ấn nó phát là biết ngay, nó hiện cái chấm đỏ lên đấy phát là anh em biết là qua được. Nhưng mà cái đấy vẫn qua được hợp lý luôn. Thế là đủ sát thương giảm được thêm 2 tiếng 15 phút nữa. Quá ngon anh em ạ. Chỉ còn lại 6 ngày và 11 tiếng nữa thôi. Ở đây thì quỹ bảo hiểm Phúc Nguyên là có thêm 100 tiền ngọc nữa anh em nhá. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh, quay trở lại cùng với mình để đón xem em linh thú đồng hành vào ngày thứ 20 là ngày mai anh em nhá.